Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện cô bạn cùng bàn của tác giả Liễu Hạ Huy. Tập 19. Chương 181, Lật lọng 1. Lượng tương tác với bài viết kia của Khổng Nhược Khuê vẫn tăng lên một cách chóng mặt, sơ không thể đợi quá lâu. Công chúng giờ tinh lắm, để lâu rồi mà không có hành động rõ ràng người ta chửi anh không có thành ý, tới lúc đó lợi bất cập hại. Chuyện phải làm thì sớm vẫn tốt hơn muộn. Tôi muốn cùng anh xác định một vài chi tiết trước đã. Vương Thiều châm trước từ ngữ, anh thấy nên làm thế nào? Trần Thuật cười, chị Thiều, chị là người lâu năm trong nghề, trải qua vô số cuộc đàm phán hợp đồng, chưa từng bất lợi vì Tiểu Khuê. Sao bây giờ lại đột nhiên lại sợ đầu sợ đuôi như thế? Vương Thiều làm sao không mất tự tin cho được, lần này sự cố bất ngờ, biểu hiện của cô khi đàm phán với Sơ khá nghiệp dư, thậm chí là thất chức. Chủ yếu là nhìn nhận không đúng tình thế, không bảo vệ được lợi ích cho nghệ sĩ, thiếu chút nữa gây tổn thất lợi ích danh tiếng nghiêm trọng cho Khổng Nhược Khuê. Nếu không có Trần Thuật chỉ ra vấn đề, có lẽ cô thấy may mắn vì giải trừ hợp đồng với cái giá thấp nhất mà vẫn giữ quan hệ không quá tệ với Sơ, thực chất bị lừa cho một vố quá đau. Thuận buồm xuôi gió quá lâu, đột nhiên gặp đả kích nặng nề như thế, làm sao không đánh mất lòng tin. Nhất là trong tình thế ngặt nghèo đó, Trần Thuật lại xuất hiện một tay xoay chuyển tình thế, làm cô càng bị đả kích. Trần Thuật tranh thủ thể hiện thiện chí, chị Thiều, chúng ta đều là người ở bên cạnh cô Khổng Khuê, cùng hy vọng cô ấy có sự nghiệp thật huy hoàng, cùng muốn bảo vệ cô ấy không bị người ta bắt nạt. Cho nên chúng ta cùng phe, mục tiêu cũng nhất trí. Tôi làm hay chị làm thì cũng chỉ vì Tiểu Khuê thôi. Tôi hiểu rồi. Vương Thiều thở phào, chân thành thừa nhận, lần này là lỗi của tôi. Tất cả do chủ nghĩa kinh nghiệm mà ra. Dựa theo thói quen tiếp xúc với thương hiệu quốc tế trước kia nên đối diện với họ bất giác tự hạ mình thấp hơn một phần, cho nên gặp bất lợi. Đúng thế, không chỉ chúng ta, mà gần như toàn bộ nghệ sĩ trong nước đều có thói quen này, đối phương cũng biết điều ấy vì thế chúng ta luôn gặp thua thiệt. Giờ chị Thiều biết mánh khóe của họ rồi, tôi tin năng lực chị sẽ lấy được lợi ích lớn nhất cho Tiểu Khuê. Đối phương cởi mở rộng lượng như thế làm Vương Thiều có hơi hổ thẹn. Xem ra trước kia mình hơi thành kiến, tôi nhận được email của anh, vì sao muốn gặp ba cô gái đó, thấy họ có điểm gì đáng nghi sao. Giờ còn chưa thể nói trước, tôi phải đối diện với họ mới xác nhận được. Được rồi, tôi sẽ an bài, bảo họ tới công ty tìm anh. Vương Thiều rất phối hợp, làm phiền chị Thiều, không quấy rầy chị công tác nữa. Trần Thuật định cúp máy, Trần Thuật. Vương Thiều gọi một tiếng, nói nhanh, cảm ơn. Nghe bên kia điện thoại chỉ còn tiếng tu tu, Trần Thuật mỉm cười, tiếp tục chạy cùng tiếng nhạc phát ra từ tai nghe. Mặc dù còn mấy tháng nữa mới hết năm, nhưng nếu nhắc tới sự kiện có sức ảnh hưởng lớn nhất giới giải trí năm nay, thì rõ ràng hoạt động bầu chọn minh tinh quyền lực nhất giới giải trí do ba mạng xã hội hàng đầu trong nước nhất định nhắc tới. Mặc dù đây không phải hoạt động trao giải hay phần thưởng gì, song góp phần giúp người không quá quen thuộc có cái nhìn tổng quan về giới giải trí hiện thời. Ở bảng nữ danh hiệu huyền thoại trao cho cái tên không cần tranh cãi Củng Hoàng, sự nghiệp chói lọi của Củng Hoàng ai ai cũng phải thừa nhận. Trừ Mạn Thần không ai có thể sánh ngang với Củng Hoàng, đáng tiếc Mạn Thần lui khỏi giới giải trí đã lâu nên Củng Hoàng đơn độc ở vị trí hàng đầu. Thấp hơn chút là Tứ Đại Hoa Đán, hai cái tên nhắc tới đầu tiên là Triệu Quốc Dân và Trương Quốc Tế. Một người thì quen thuộc tới từng hang cùng ngõ hẻm, người Trung Quốc không ai không biết tên, một người vươn tới Hollywood. Hai cái tên còn lại là Châu Thiên Tài với khả năng diễn xuất tới mức xuất thần nhập hóa, cùng từ tài nữ bất kể diễn xuất hay biên kịch, đạo diễn đều có thành tựu làm người ta nể phục. Ở mục Trung Hoa Đán cũng liệt kê bốn cái tên, hai người đứng đầu trùng hợp thay chính là Song Băng, bọn họ không chỉ nổi tiếng trong nước mà có dấu ấn nhất định ở sân khấu quốc tế. Thứ ba là Đóa Đinh Hương của giới giải trí, là tay ngang, vào nghề muộn nhưng 10 năm sự nghiệp lừng lẫy. Và cuối cùng người trẻ nhất được vinh dự có tên ở trong danh sách này là Khổng Khuê, từ khi vào nghề phim nào tham gia cũng là tinh phẩm. Nhất là nhân vật đa nhân cách trong phim Bí Mật khiến người xem khóc cười cùng nhân vật, tuy còn rất trẻ nhưng sớm được đánh giá sẽ là người tiếp nối Châu Thiên Tài. Dù thế việc Khổng Khuê được vinh danh cũng gây tranh cãi lớn nhất hoạt động này, lý do chính nhóm phản đối này đưa ra là số lượng tác phẩm của Khổng Khuê chưa đủ. Đường dài mới biết ngựa hay, biết đâu lại là bông hóa sớm nở tối tàn. Dẫn chứng của họ là đã lâu rồi Khổng Khuê không có tác phẩm nào. Cuối cùng là danh sách Tiểu Hoa Đán với 10 cái tên,
toàn là minh tinh trẻ trung xinh đẹp đang làm mưa làm gió giới giải trí, Tô Âm cũng nằm trong danh sách này. Mới sáng sớm còn chưa vào giờ làm, nhân viên Hòa Mỹ bất ngờ thấy nhất tỷ của họ xuất hiện, chỉ đi một mình. Không có bất kỳ trợ lý nào đi theo, bước chân vội vã làm không ít người bàn tán xảy ra chuyện gì. Đinh tinh vào thang máy, bấm thẳng tầng 17, băng qua hành lang hùng hổ xông vào văn phòng tổng giám đốc, lớn tiếng hỏi thư ký, tổng giám đốc Vương đâu, anh ấy đã tới chưa? Lăng Thần cung kính đứng lên, hai tay khép trước bụng cúi mình trả lời, Đinh tỷ tìm tổng giám đốc có chuyện gì ạ? Đinh Tinh là nghệ sĩ lớn nhất của Hoa Mỹ, cô nghe qua vài tin đồn về tổng giám đốc Vương Tín và cô thư ký riêng này. Cho nên hơi nheo mắt đánh giá Lăng Thần, vóc người cao ráo không thua kém người mẫu, ngũ quan tinh xảo, dịu dàng thùy mị, đúng là mỹ nhân hiếm có. Chỉ là dùng thân thể leo lên thì được sủng ái bao lâu đây? Nam nhân là thứ dễ thay đổi, huống hồ cô lại bám vào. Ông chủ của công ty giải trí, bên cạnh chưa bao giờ thiếu mỹ nhân. Chú thích, các nhân vật được lấy hình tượng từ đời thật như sau, Củng Hoàng là Củng Lợi. Mạn Thần là Trương Mạn Ngọc. Triệu Quốc Dân là Triệu Vi. Trương Quốc Tế là Trương Tử Di. Song Băng là Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng. Đinh Hương là Đinh Tinh. Từ Tài Nữ là Từ Tịnh Lôi. Châu Thiên Tài là Châu Tấn. Hết chú thích. Chương 182, Lật Lọng 2. Chào thư ký Lăng, Đinh Tinh tất nhiên không đắc tội với người bên cạnh ông chủ, càng không đắc tội với nữ nhân bên gối ông chủ. Bọn họ có thể không đem lại lợi ích gì, nhưng sức phá hoại kinh người, tôi có chuyện muốn tìm tổng giám đốc Vương. Lăng Thần lần nữa khom người, tổng giám đốc vừa tới công ty, Tinh tỷ có việc cứ vào thẳng là được. Đinh Tinh không khỏi suy ngẫm về câu nói này, cô có ý gì đây, không thông báo cho Vương Tín đã bảo mình đi vào, có phải muốn khoe quan hệ thân mật với tổng giám đốc, cảnh cáo người khác hay sao? Hoặc muốn biểu thị nghệ sĩ cấp bậc như mình, trong công ty không ai dám ngăn cản, muốn gặp ông chủ lúc nào cũng được. Ừm, chắc là có cả hai ý đó. Ghê gớm đấy. Nghĩ như thế Đinh Tinh không khỏi đánh giá lại Lăng Thần, nữ nhân này không thể xem thường đâu, xem ra không chỉ biết dùng thân thể mua vui cho nam nhân. Đinh Tinh mở túi đeo tay, lấy ra chiếc son môi, cánh môi của thư ký Lăng thật đẹp, rất thích hợp với màu son này. Đây là thương hiệu tôi đại diện, cũng đang dùng đấy, tốt lắm. Cảm ơn Tinh tỷ. Lăng Thần vui mừng nhận lấy, đây không chỉ là một cây son, mà là sự thừa nhận của nhất tỷ của Hoa Mỹ, đó là thứ cô khao khát nhất. Hiện giờ trong công ty có rất nhiều lời đồn đại về cô, mỗi khi cô đi tới đâu có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường ở sau lưng mình. Nhưng ở trước mặt cô, ai cũng tươi cười chân thành thiện chí. Nếu như có thể giao hảo với một đại minh tinh như thế, thậm chí thành bạn bè thân mật, địa vị của cô có lẽ sẽ cải thiện. Cứ dùng đi, hết cứ nói, tôi nhiều lắm. Đinh Tinh vẫy vẫy tay, đẩy cửa kính vào văn phòng Vương Tín. Văn phòng tổng giám đốc chia làm hai phần, bên ngoài là gian nhỏ để thư ký làm việc. Bên trong thuộc về tổng giám đốc, chỉ ngăn cách bằng cánh cửa kính, từ ngoài không thể thấy bên trong, nhưng bên trong có thể thấy cô thư ký xinh đẹp. Lúc này Vương Tín đang ngồi sau bàn làm việc cực lớn, mặt âm trầm nhìn màn hình vi tính, xem ra mới sáng sớm mà tâm tình đã chẳng ra sao, cốc cà phê bên cạnh còn đầy nguyên, chưa uống ngụm nào. Đinh Tinh đi thẳng tới trước mặt Vương Tín, tổng giám đốc, làm người nói lời phải giữ lời chứ, sao lật lọng như thế được. Mấy hôm trước còn nói địa diện cho Sơ là tôi, làm tôi điều chỉnh lại hết lịch trình phối hợp với họ, vậy mà Sơ hôm qua gọi điện báo họ không hợp tác nữa. Anh có nên giải thích cho tôi không? Bị chất vấn như thế, không ngờ Vương Tín không giận mà sắc mặt từ âm u chuyển sang vui vẻ, đứng dậy nghênh đón. Tinh tỷ tới rồi, mau mời ngồi, chị vẫn uống hồng trà chứ? Chỗ tôi có trà Earl Grey tốt nhất của anh, để tôi bảo thư ký đưa vào cho chị nhé. Không uống. Lửa giận của Đinh Tinh chẳng giảm, cũng chẳng ngồi xuống, cứ đứng trước mặt Vương Tín phát tiết. Rõ ràng mọi chuyện đã bàn bạc ổn thỏa rồi, tại sao nói kết thúc là kết thúc? Sao Franco lại cháo trở lật lọng như thế? Vừa mới rồi tôi ăn cơm với ông ta vẫn còn trò chuyện vui vẻ, chính miệng ông ta nói là rất vinh hạnh được hợp tác với tôi. Khi ấy chủ tịch Vương Dự cũng có mặt, ông ấy có thể làm chứng cho tôi. Tổng giám đốc Vương, có phải là thấy tôi tuổi già xuống sắc, không còn giá trị thương nghiệp, không kiếm được tiền cho công ty nữa không? Hay là vì hợp đồng của tôi với Hoa Mỹ chỉ 2 năm nữa là hết hạn, không muốn giao công việc quan trọng này vào tay tôi? Tổng giám đốc Vương, làm người hay làm việc thì cũng phải giữ chữ tín chứ.
nếu anh làm việc như thế này, sau này còn ai dám tin anh, còn ai dám ký hợp đồng với Hoa Mỹ? Ai dám hợp tác với Hoa Mỹ? Trong tên của anh có chữ Tín, tôi hy vọng anh có thể trong ngoài như một. Tinh tỷ đừng giận, trong chuyện này có sự hiểu lầm. Vương Tín mặc dù bị mắng như tát nước vào mặt cũng đang rất khó chịu, nhưng vẫn phải xoa dịu Đinh Tinh trước. Đinh Tinh là nghệ sĩ do một tay Hoa Mỹ bồi dưỡng lên, thời kỳ thực tập ở công ty 5 năm, sau khi vào nghề ký hợp đồng dài hạn với công ty 10 năm. Trong 8 năm qua đã thành đại minh tinh top đầu, 2 năm gần nhất liên tục giành vòng nguyệt quế ảnh hậu cho công ty. Mặc dù sự nghiệp đã qua thời đỉnh cao, độ nổi tiếng suy giảm, bây giờ công ty đang ra sức bồi dưỡng lớp tiểu thịt tươi mới thay thế. Thế nhưng giới giải trí có một điểm đặc sắc, tiếng tăm luôn thuộc về nghệ sĩ trẻ tuổi, còn tiếng nói thuộc về nghệ sĩ lâu năm. Đinh Tinh là nghệ sĩ phái thực lực, không cần chiêu trò, lấy diễn xuất thành danh, có địa vị tiếng tăm trong giới. Một nghệ sĩ như vậy không bao giờ là hết thời, cho dù họ nhất thời có dần rời khỏi sự tầm mắt của công chúng, nhưng mỗi lần họ nhận vai diễn đều thu hút sự chú ý, đều là bảo chứng phòng vé. Công ty đương nhiên là ưu tiên lợi ích kinh tế, nhưng cũng cần nghệ sĩ thực lực để tranh giành giải thưởng, lấy về vinh quang. Dù sao công ty đã phát triển tới tầm cỡ này rồi, có tiền, có thế, có quan hệ. Chỉ cần kiếm vài mỹ nam mỹ nữ đem về bồi dưỡng nửa năm một năm, sau đó đem ra lăng xê, nổi lên không quá khó. Còn nghệ sĩ thực lực như Đinh Tinh thì vạn người có một mà thôi. Chính vì thế mà Khổng Nhược Khuê tuy danh tiếng sụt giảm, lợi ích kinh tế không nhiều như Tô Âm, song vẫn ngồi vững ở vị trí nhất tỷ của Đông Chính. Đinh Tinh còn ghê gớm hơn, bất kể tuổi nghề hay giải thưởng đều hơn Khổng Nhược Khuê, Khổng Nhược Khuê vẫn đang ở dạng tiềm năng. Vị trí của cô trong Trung Hoa đán vẫy gây tranh cãi còn Đinh Tinh được thừa nhận rộng, rãi. Đinh Tinh là nhân vật có thể tới nhà ăn cơm cùng bàn với cha hắn, Vương Tín sẽ không tùy tiện đắc tội. Hiểu lầm à? Tôi rất muốn biết hiểu lầm ở chỗ nào đấy, là tôi hiểu lầm giám đốc Vương, kỳ thực vị trí người đại diện kia kỳ thực không phải dành cho tôi, đúng không? Đinh Tinh từng trải chiến trường, đâu dễ đối phó, bằng vào mối quan hệ gây dựng trong nghề bao lâu cùng danh tiếng tạo dựng. Cô không phải nghệ sĩ cần dựa vào công ty lăng xê tạo danh tiếng nữa, cho nên có lửa giận trong lòng là tuôn ra, không kiêng dè gì. Vương Tín bị nói tới á không đáp nổi câu nào, lửa giận cũng dần nhen lên. Các bạn đang nghe chuyện Cô Bạn Cùng Bàn của tác giả Liễu Hạ Huy tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 183, Lật Lọng, A. Đúng lúc hai bên căng thẳng thì Lăng Thần B khay đi vào, tươi cười nói, Tinh tỷ, tổng giám đốc biết chị thích hồng trà, lần trước đi anh còn mang về trà Earl Grey cực phẩm này. Tôi pha một ấm rồi, chị nếm thử xem có thích hợp không. Bầu không khí đang tràn ngập mùi thuốc súng đột nhiên bị giọng nói trong trẻo chen ngang làm trùng xuống không ít. Vương Tín thầm thở phào nhìn Lăng Thần với ánh mắt tán thưởng, thiếu chút nữa thì hắn đã không nén được giận. Đinh Tinh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nếu có hai người với nhau, cô không ngại ỷ vào tư lịch lâu năm của mình bắt nạt Vương Tín một chút. Nhưng trước mặt người thứ ba, cô không thể không giữ thể diện cho Vương Tín, dù sao người ta vẫn là ông chủ của mình. Vì thế Đinh Tinh đi tới ghế sofa ngồi xuống, cảm ơn thư ký Lăng đúng là người hiểu lòng người đấy. Đã có thứ trà quý thế này tất nhiên là không thể để phí, hôm nay tôi có khẩu phúc rồi. Lăng Thần nhẹ nhàng đặt khay trà xuống, rót cho Đinh Tinh một chén, nụ cười rất nhẹ nhàng dịu lòng người, Tinh tỷ, chị thử xem. Đinh Tinh cầm lên, trước tiên nhìn sắc trà, ngửi hương trà, sau đó mới nhấp một ngụm nhỏ. Ngậm trọng miệng cảm thụ hương vị độc đáo từ tinh dầu của cam bergamot và trà đen hòa quyện, nước trà đậm trong, vào miệng êm nhẹ, dư vị dài, như uống cảm giác hạnh phúc. Tinh tỷ thích thì tốt quá rồi, tâm ý của tổng giám đốc không lãng phí, tôi chuẩn bị cho chị hai gói, khi nào chị về nhớ mang theo. Lăng Thần tỏ ra rất phấn khởi vì Đinh Tinh vừa ý với chén trà, Vương Tín đi tới ghế sofa, khẽ bóp nhẹ vai Lăng Thần thể hiện hài lòng. Ngồi xuống nói, cho tôi một chén đi, trước kia chỉ thích cà phê, sau cùng Tinh tỷ uống hồng trà vài lần, cũng thích vị trà. Tôi sống ở Anh khá lâu, vậy mà không tạo thành thói quen uống hồng trà, sức ảnh hưởng của Tinh tỷ thật lớn. Vâng ạ, Lăng Thần động tác hết sức ưu nhã tiêu chuẩn rót chén trà nữa. Tổng giám đốc Vương có một trợ thủ tốt đấy. Đinh Tinh thật lòng khen ngợi, Lăng Thần đưa chén trà cho Vương Tín, khiêm tốn nói, tôi ngốc lắm, chỉ sợ không giúp được gì cho tổng giám đốc.
Lang Thần đúng là rất được việc, thông minh tỉ mỉ, giúp đỡ tôi rất nhiều. Vương Tín không tiếc lời khen ngợi, ánh mắt nhìn Lang Thần không hề che giấu sự ôn nhu. Khi tôi vừa mới ở nước ngoài về, không quen thuộc với phong tục lễ tiết trong nước, nhờ có Lang Thần ở bên cạnh nhắc nhở, giúp tôi tránh được nhiều nguy cơ, nếu không có cô ấy, không biết tôi thành trò cười bao lần rồi. Tổng giám đốc quá khen, đó là điều tôi nên làm thôi mà. Lang Thần đỏ mặt cảm ơn, sau đó đứng dậy, tổng giám đốc và Tinh Tỷ nói chuyện, cần gì cứ gọi một tiếng, tôi ở ngoài cửa đợi. Thư ký Lang khách khí quá. Đợi tới khi Lang Thần khép cửa lại, bầu không khí tốt hơn rất nhiều, Đinh Tinh uống ngụm trà nữa, khen ngợi, trà tốt, người càng tốt, tổng giám đốc Vương thật có phúc. Chuyện giữa mình và Lang Thần hiện giờ lan truyền cả giới giải trí Hoa Thành rồi, nghệ sĩ trong công ty biết không có gì lạ. Vương Tín không để bụng chuyện đó nữa, đặt chén trà xuống, chân thành nói, Tinh Tỷ, tôi công tác không tốt, thành thật xin lỗi chị, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải hôm qua chuyện vẫn tốt đẹp sao, phòng tài vụ cũng đã cùng quản lý của tôi soạn thảo chi tiết hợp đồng rồi, vậy mà đến sáng đã nói là không hợp tác nữa. Chỉ trong một đêm mà thái độ của Tổng Giám đốc Vương đã thay đổi sao? Không phải tôi mà là phía Sơ thay đổi thái độ. Sao? Đinh Tinh nghi hoặc, không phải bọn họ luôn muốn thay Khổng Khuê sao? Cô ta hơn một năm rồi không có bất kỳ hoạt động lớn nào. Cho dù bây giờ cô ta có nhận phim mới, từ lúc quay phim tới hoàn thiện, biên tập, xin phép, công chiếu, cũng phải 1-2 năm, vị thế của cô ta đi xuống thấy rõ rồi. Hơn nữa cô ta quay phim bị thương, ảnh hưởng tới kế hoạch của Sơ, chừng ấy thứ chưa đủ thay người. Đừng nói Sơ thấy cô ấy bị thương mà nổi lòng từ bi đấy, tôi không tin loại chó sói đó có thứ lương tâm đó đâu. Trước đó cũng chính vì thế mà tôi cho rằng đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Vương Tín buồn phiền nói, Tinh Tỷ cũng biết đấy, cha tôi và ông Franco là bạn thân lâu năm, Sơ lúc mới đầu tiên quân vào Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với Hoa Mỹ chúng ta. Vì ở giữa đó có chút hiểm lầm mà dừng hợp tác, song điều ấy không ảnh hưởng tới giao tình giữa tôi và ông Franco. Mỗi lần ông Franco tới Hoa Thành đều đi chơi golf với cha tôi. Tôi biết. Đinh Tinh đáp khẽ, cô thấy phiền nhất là Vương Tín luôn tự cho mình thông minh, chuyện gì cũng nói như thể người khác là kẻ ngốc không hiểu gì vậy. Tôi sở dĩ muốn lấy lại quyền đại diện của Khổng Khuê từ Sơ, vì hiện Sơ đã phát triển thành người khổng lồ ở Trung Quốc, còn nguyên nhân quan trọng nhất. Cha tôi khi đánh golf với ông Franco, nghe ông ấy than vãn là bọn họ tìm được một người đại diện quá lười biếng, không đóng phim, không tham gia tiết mục giải trí, thậm chí còn tránh cả việc lên hot search. Như thế làm sao có thể làm sản phẩm của họ hot theo? Cho nên tôi và cha tôi đều nghĩ tới Tinh Tỷ, chúng. Tôi đều cho rằng, từ độ nổi tiếng hay tư cách, chị đều hợp làm người đại diện hơn Khổng Khuê. Đó là nguyên nhân cha tôi mời ông Franco và chị tới nhà ăn cơm. Tôi biết. Đinh Tinh rốt cuộc không nhịn được nữa, cắt lời hắn, những điều đó chủ tịch đều nói với tôi rồi. Điều tôi không hiểu là vì sao Sơ vẫn lựa chọn một nghệ sĩ làm ảnh hưởng tới họ quảng bá sản phẩm. Vương Tín làm sao trả lời được câu này, nếu trả lời được thì hắn đã không bực dọc từ sáng. Tôi chỉ biết sau khi Khổng Khuê bị ngã gãy chân, ông Franco dẫn cao tầng Sơ tới thăm. Có lẽ chuyến thăm đó xảy ra vấn đề, cụ thể là vấn đề gì, tôi không biết. Có điều thư ký Lăng đã hẹn với trợ lý Mia vẫn còn ở lại Hoa Thành xử lý sự vụ. Đợi trao đổi hoàn tất, chúng ta mới có thể biết nguyên nhân. Chương 184, Cao Nhân Thần Bí. Vậy còn cơ hội không? Nói nửa ngày trời rốt cuộc hóa ra là chả biết gì. Đinh Tinh hỏi thẳng luôn, tiền đại diện cho Sơ không cao. Cô theo đuổi vị trí này chủ yếu là vì hiện Sơ đã là ông lớn trong giới xa xỉ phẩm trong nước. Có được vị trí này phối hợp quảng cáo tuyên truyền của Sơ tương ứng đưa tên tuổi bản thân lên theo, mở rộng ra thị trường khác. Đặc biệt ở các nước Thái Lan, Việt Nam, Singapore, nơi phim ảnh Trung Quốc có thị trường không nhỏ, ở đó hình ảnh của cô vẫn còn tươi mới, vẫn thu hút thêm được fan hâm mộ, đó mới là điều tối quan trọng. Với tuổi của cô, cơ hội như vậy không nhiều, nếu không nắm bắt được, cô khó duy trì địa vị minh tinh hàng đầu, 2-3 năm nữa sẽ phải lui về làm nền cho người mới. Làm sao cô không tức giận cho được? Tôi biết chị đang nóng ruột. Vương Tín mặt tỏ ra hết sức chân thành, Tinh Tỷ, tôi đảm bảo Hoa Mỹ sẽ không phụ chị, cá nhân tôi càng không. Chỉ cần có cơ hội, tôi và cha tôi sẽ nghĩ tới chị đầu tiên. Chị là công thần lâu năm của Hoa Mỹ, cùng cha tôi gây dựng lên Hoa Mỹ như ngày hôm nay. Tôi tuy vào công ty chưa lâu,
nhưng cũng biết cống hiến to lớn của chị, tôi hết sức khâm phục. Toàn bộ Hoa Mỹ, chúng tôi đều hy vọng chúng ta mãi mãi là người nhà. Mấy lời này Đinh Tinh lăn lộn giới giải trí bao năm nghe nhiều rồi, Vương Dự còn có tư cách nói câu này với cô, chứ Vương Tín thì đơn thuần chỉ là lời giả dối. Từ lúc hắn về ra sức nâng đỡ người mới chứng minh bản thân, cơ hội lần này của cô cũng nhờ cha hắn làm trung gian. Song cô gật đầu, tôi hy vọng Tổng Giám đốc Vương cho tôi một lời giải thích hợp lý. Như thế tôi sẽ nghiêm túc nghĩ tới vấn đề hợp đồng, nếu không bị đá ra ngoài cuộc một cách không minh bạch thế này. Tổng Giám đốc Vương, không nữ nhân nào chịu được loại sỉ nhục đó. Tôi hiểu. Vương Tín day huyệt thái dương, thực sự không dễ đối phó chút nào, thời gian đầu tiếp nhận công ty rất thuận lợi. Nhưng khi cha hắn dần dần rút mình khỏi sự vụ, an hưởng tuổi già, hắn bắt đầu thấy có chút cật lực, Tinh Tỷ có biết vừa rồi tôi xem. Cái gì không? Xem gì? Đinh Tinh nhíu mày, Vương Tín đứng dậy lấy laptop trên bàn, tôi xem một tài khoản Weibo. À, tôi biết, tôi và Khổng Khuê còn kết bạn trên Weibo, nên cô ta đăng bài là tôi biết ngay, chỉ là lấy lòng phía sơ thôi. Có gì đáng chú ý? Đinh Tinh theo lối tư duy thông thường nói, lấy lòng đồng thời cũng là uy hiếp. Uy hiếp? Uy hiếp gì? Vương Tín sáng nay nhận được thông báo phía sơ cũng lập tức muốn làm rõ tình hình. Đáng tiếc Franco đã tới sân bay về Italia trong đêm rồi, muốn mời cha hắn ra mặt làm thuyết khách cũng không có cơ hội. Những người khác chỉ làm theo lệnh Franco, không dám thay đổi quyết sách. Vương Tín vô kế khả thi đành thông báo cho Đinh Tinh gác lại hợp tác. Không ngờ mới sáng sớm bị Đinh Tinh xông vào văn phòng chất vấn thế này, làm hắn khá là khó chịu. Đến tận bây giờ mới có thời gian nói đầu đuôi. Tin Weibo này vốn không có vấn đề gì, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng Khổng Khuê đang muốn lấy lòng sơ, hy vọng hợp tác có thể tiếp tục tiến hành. Vương Tín tự mình rót trà cho Đinh Tinh, khi tôi mới nhìn thấy suy nghĩ cũng giống như Tinh Tỷ, còn cười nhạo trong lòng, nghĩ cô ta có ôm chân người ta cầu xin cũng vô nghĩa. Vị trí người đại diện này, chúng ta nhất định phải lấy. Nhưng hiện giờ tình huống đã mất khống chế rồi. Chị xem lượng chuyển đăng của tin này, được đám người Bạch Khởi Nguyên, Tô Âm, Trương Tường Vũ, La Tử Hàm, Nhiên Hạo Nguyên đi đầu chuyển đăng. Giờ quá nửa giới giải trí đã đăng tin này, lượng bình luận lên tới hơn 300 vạn, thật khủng khiếp, không ngờ Khổng Khuê kín tiếng lại có sức hiệu triệu khủng khiếp như vậy trong nghề. Ai cũng có thể nói sơ đã bị Khổng Khuê bắt làm con tin rồi. Nếu như sơ lựa chọn không hợp tác với Khổng Khuê, vậy thì dư luận sẽ suy nghĩ cao tầng sơ tới phòng bệnh thăm làm gì? Có phải bọn họ thấy Khổng Khuê bị thương liền lập tức vứt bỏ không? Vậy có khác nào chọc giận fan hâm mộ của Khổng Khuê? Chị cũng biết bây giờ đám fan vì thần tượng có thể làm những việc điên rồ tới mức nào, chỉ cần họ bao vây tổng bộ sơ Trung Quốc là đủ tai tiếng rồi. Thế nên sơ chỉ còn cách tiếp tục hợp tác với Khổng Khuê, thậm chí cầu mong cô ta tiếp tục hợp tác. Đinh Tinh hít sâu một hơi, cô nhanh chóng hiểu ra một cái tin hết sức bình thường ẩn chứa sức phá hoại lớn thế nào. Bây giờ bỗng nhiên sơ công bố cô là người đại diện thay thế Khổng Khuê vừa bị thương, danh tiếng của cô sẽ sụp đổ. Khi đó sẽ không thiếu kẻ độc mồm nói cô lợi dụng người ta gặp khí cướp miếng ăn, tham lam tới mức bất chấp đạo nghĩa. Thậm chí còn đồn đại cô hãm hại Khổng Khuê. Gần 10 năm vất vả của cô sẽ trôi theo dòng nước. Tôi không hiểu, thời khắc mẫn cảm như thế Franco lại để người ta chụp bức ảnh này. Vương Tín đau đầu, Franco phạm sai lầm quá lớn rồi, giờ hành động gì cũng bị trói buộc, Khổng Khuê có thứ trí tuệ này sao, không thể nào. Cô ta xưa nay ít tham gia tranh đoạt, không thể nào bỗng nhiên tung ra chiêu số ác độc như vậy, hay cô ta còn có cao nhân nào khác? Suy nghĩ của Đinh Tinh còn đi trước Vương Tín một bước, năng lực Vương Thiều không tệ, song chỉ là trong quy củ thôi, cô ta cũng không nghĩ ra cao chiêu thế này. Tình hình cụ thể thì tôi chưa rõ, đợi Lăng Thần tìm hiểu buổi gặp mặt hôm qua, có tin tức chính xác sẽ thông báo cho chị ngay lập tức. Vương Tín hứa, vậy là hết cơ hội rồi. Tôi e là như thế. Chúng ta quá tự tin rồi, chỉ tính toán một chiều mà không lường tới phía Khổng Khuê. Đinh Tinh có chút tiếc nuối, tôi biết Khổng Khuê, cô ta rất thông minh, nhưng đúng là hơi lười biếng, ngoài si mê diễn xuất ra thì chỉ hứng thú với ăn uống. Với chuyện khác rất ít để ý, cô ta còn lười cả tranh đoạt với người khác, có cơ hội giới thiệu cho bạn bè, vì thế nhân duyên trong giới rất tốt. Trợ lý của cô ta cũng chưa nghe nói có ai xuất sắc như vậy. Chúng ta cần tìm ra người này. Vương Tín phụ họa, tôi cũng nghĩ như vậy, không thể người này để ở bên Đông Chính được, nếu có thể bỏ tiền lôi kéo về phía Hoa Mỹ là tốt nhất.
Cứ thế đi, nếu tìm ra người đó, tôi cũng muốn gặp. Đinh Tinh không hổ danh là người đã trải qua sóng gió chìm nổi trong nghề, biết chuyện không thể nữa là buông tay rất quyết đoán. Đặt cốc trà xuống, được rồi, tôi còn có lịch trình, không làm phiền công tác của Tổng Giám Đốc nữa. Tôi tiễn Đinh Tỷ. Các bạn đang nghe chuyện Cô Bạn Cùng Bàn của tác giả Liễu Hạ Huy tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 185, Yêu Càng Nhiều, Hận Càng Sâu, 1. Vương Tín tiễn Đinh Tinh ra cửa, Lăng Thần đã đứng bên đợi từ trước đưa hai hộp hồng trà chuẩn bị sẵn cho Đinh Tinh. Đinh Tinh nhận lấy cười thân thiết nói, cảm ơn em Lăng Thần, có thời gian chúng ta cùng uống trà nhé. Vâng ạ. Bất kỳ lúc nào Đinh Tỷ có thời gian. Đợi Đinh Tinh đi rồi, Lăng Thần theo sau Vương Tín vào gian trong. Cửa đóng lại, Vương Tín quay đầu nhìn Lăng Thần, quả thật là một cô gái đẹp mê hồn, dung mạo đoan chính lại quyến rũ. Bước đi nhẹ nhàng, dáng người thắt đáy lưng ong, bờ vai thon gọn trong tinh minh lại có chút yếu đuối. Hắn cưỡng đoạt cô vì dung mạo, nhưng giữ cô tới giờ lại vì cô thông minh, hiểu lòng người, vuốt má một cái, đi về ghế thở dài. Em vất vả rồi. Không phải đã nói rồi sao? Đó là chuyện em nên làm mà. Lăng Thần nói bằng giọng mũi hơi nũng nịu, ra sau lưng Vương Tín, nhẹ nhàng xay huyệt thái dương cho hắn. Tinh Tỷ không làm khó anh chứ? Làm khó chứ còn gì nữa. Cũng đâu phải là anh không muốn cô ta làm người đại diện. Nếu không muốn, anh cần gì tốn công gặp mặt ăn cơm với Franco. Vậy mà cô ta đùng đùng nổi giận xông vào, chẳng qua là muốn đòi hỏi nên hợp đồng này không thành công có gì bồi thường cho cô ta hay không thôi. Vương Tín không giấu suy nghĩ thật với Lăng Thần, đám nữ nhân trong giới giải trí này, kẻ nào kẻ nấy, tâm tư sâu hơn biển. Lăng Thần hơi nhíu mày, vốn là chuyện đã bàn bạc xong xuôi cả, không ngờ lại có biến cố, làm khó anh rồi. Chuyện này đáng là gì, nếu như anh đã tiếp nhận chuyện này từ tay cha anh thì phải làm tốt nhất. Vương Tín cầm cốc cà phê lên, phát hiện đã nguội ngắt rồi liền bỏ xuống, em hẹn Mia mấy giờ? Lăng Thần nâng cổ tay xem giờ, a, sắp tới giờ rồi, em đi đây. Ừ, em đi đi, nhớ, hợp đồng này coi như hỏng rồi, không cần nữa cũng được. Nhưng nhất định phải nghe ngóng cho rõ tình hình hiện trường khi đó, hỏi thật tỉ mỉ vào, xem trong đó có gì lợi dụng được không. Vương Tín căn dặn, còn nữa, anh cũng nghĩ giống Đinh Tỷ, bên cạnh Khổng Khuê có cao nhân giúp, nghe ngóng người này là ai. Trước kia chúng ta tiếp xúc với Vương Thiều rồi, cô ta không có gì đáng kể, đây không phải thủ đoạn của cô ta. Bên đó không ai có bản lĩnh như thế. Hẳn phải là người mới vào công ty, khả năng cao là chuyên gia quan hệ xã hội mời ở nước phương Tây tới không chừng. Đông Chính và Hoa Mỹ đối địch với nhau lâu năm, hai bên đều hiểu đối phương từ nghệ sĩ cho tới nhân viên hành chính, đều trong phạm vi nghiên cứu hết. Lăng Thần rất ngoan ngoãn gật đầu, vâng, em sẽ nghe ngóng thật kỹ. Em đã chuẩn bị quà chưa? Em mua cho cô ấy một chiếc túi sách. Ừm, em làm việc thì anh yên tâm rồi. Vương Tín đứng dậy, kéo Lăng Thần vào lòng hôn nhẹ một cái lên môi, mất một hợp đồng không quan trọng. Chuyện này còn ảnh hưởng khả năng hợp tác với Sơ sau này, duy trì mối quan hệ tốt với họ sẽ có lợi cho Hoa Mỹ. Mia rất được Franco tin tưởng, em cố gắng lấy lòng cô ta. Em biết mà. Lăng Thần cười ngọt xoay người ra ngoài, điểm hẹn là một quán cà phê. Đúng hơn là thủy tạ nằm sát mép Châu Giang, không dùng điều hòa. Tuy hơi nóng, song gió sông thổi rất dễ chịu, đối với người ngồi văn phòng máy lạnh bí bức cả ngày mà nói, hít thở chút khí trời không tệ. Lăng Thần tới nơi không ngờ Mia đã ngồi đó, trước mặt là chiếc iPad cỡ lớn, đang xử lý công tác, vội vàng đi tới khom người xin lỗi, tôi tới muộn. Không, là tôi tới sớm, ngồi văn phòng không thoải mái, tiện thể tôi ra đây làm việc. Mia xua tay ý bảo không sao, đợi chút, tôi gửi nốt lá thư này. Vâng. Lăng Thần ngồi xuống đối diện, ra hiệu với phục vụ mang cho mình một cốc cà phê tương tự của Mia. Tôi biết chị mỗi ngày đều bận rộn, nhiều việc phải xử lý mà. Biết làm sao, vì chênh lệch thời gian với tổng bộ, cố gắng thích ứng với thời gian làm việc của ông chủ thôi. Mia gõ phím hoàn thành nốt lá thư, gửi đi rồi liền đóng iPad lại, mỉm cười với Lăng Thần. Khi ngài Franco rời Hoa Thành về nước có dặn tôi phải biểu đạt sự áy náy với Tổng Giám Đốc Vương, gặp phải chuyện này, phía chúng tôi cũng rất bị động. Bên cửa sổ thủy tạ, hai mỹ nữ xinh đẹp ngồi đối diện nhau, một mang vẻ nóng bỏng của Địa Trung Hải, một mang nét thủy mị vùng Giang Nam,
thu hút không ít ánh mắt người khác. Tổng giám đốc Vương tôn trọng lựa chọn của ông Franco, khi tôi đi anh ấy còn dặn tôi, dù thế nào cha con anh ấy vẫn là bạn tốt của ông Franco, chuyện công tác thế nào không ảnh hưởng tình cảm cá nhân. Lang Thần cố gắng tạo dựng bầu không khí thật nhẹ nhàng thân thiện, khéo léo tiêu trừ mọi ảnh hưởng tiêu cực của sự kiện này có thể gây ra. Sau đó đi vào chủ đề chính, lấy tư cách riêng tư, tỏ vẻ như cô gái hiếu kỳ, chỉ là tôi rất tò mò, rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại có sự thay đổi này. Ôi, ngày hôm đó đúng là một cơn ác mộng. Mia làm động tác khoa trương, mọi chuyện vốn diễn ra đúng dự kiến của chúng tôi, bên kia rõ ràng muốn giải trừ hợp đồng một cách êm ắng. Đột nhiên gặp phải một người. Người này, Lăng Thần thầm nghĩ tổng giám đốc đoán đúng rồi, quả nhiên có người chen ngang, người này là ai? Một đối thủ đáng sợ. Mia đưa ra một đánh giá rất cao, đây là đánh giá của ngài Franco trước khi lên máy bay, dặn tôi nếu có tiếp xúc phải cẩn thận, tôi rất tán đồng. Ngay cả Franco cũng đánh giá như vậy, xem ra người này đúng là đáng gờm, hay là cao tầng Đông Chính ra mặt. Lăng Thần suy đoán, có nhân vật lợi hại thế sao? Chúng tôi mang theo hợp đồng giải trừ tới, chỉ cần Khổng Khuê ký tên lên đó là mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng tôi sẽ lựa chọn người của Hoa Mỹ làm người đại diện, Sơ không cần phải điều chỉnh kế hoạch tuyên truyền, giải thoát khỏi cô nghệ sĩ lười biếng đó. Mia giọng rất bức xúc. Nguồn cơn chuyện này đúng là một phần do sự lười biếng của Khổng Nhược Khuê gây ra. Hoa Mỹ chỉ là nhắm thấy thời cơ nhảy vào tranh đoạt thôi, ai chẳng làm thế. Lăng Thần không thấy có vấn đề đạo đức nào trong chuyện này phụ họa. Tôi cũng nghe người ta bàn tán, nói cô ấy là sát thủ kịch bản, 10 cái vào tay thì hết 9 bị ném vào thùng rác. Người ta đại minh tinh, cao giá lắm. Theo nghiên cứu tâm lý cho thấy, cùng nói xấu người thứ là cách nhanh nhất kéo gần quan hệ hai người, Lăng Thần chịu khó bỏ công sức nghiên cứu ở mặt này. Đâu chỉ cô ta là minh tinh, làm cao quá mức, kén kịch bản đã đành đi, chúng tôi có giới thiệu cho cô ta vài tiết mục giải trí, cô ta cũng từ chối. Mia quả nhiên cùng Lăng Thần chỉ trích Khổng Nhược Khuê một hồi. Chương 186, yêu càng nhiều, hận càng sâu, 2. Mia, rốt cuộc người kia làm gì? Tôi biết ông Franco là nhân vật rất lợi hại tung hoành thương trường bao năm, sao lại để chuyện sắp thành hỏng được? Lăng Thần kéo chủ đề trở lại, người đó như ma quỷ đọc thấu suy nghĩ của người ta vậy, cô tin được không? Ngài Franco chỉ lỡ lời một câu thôi mà bị y nhìn ra toàn bộ ý đồ của chúng tôi, thậm chí biết chúng tôi đã tìm được người đại diện. Mia cầm cốc cà phê lên uống ngụm lớn như để áp nỗi sợ xuống, kể lại chi tiết chuyện xảy ra chiều hôm đó. Lăng Thần chỉ nghe kể lại mà cũng chấn động, người đó dám đuổi cả Franco. Nếu không phải Mia kể, ai mà tin được, cô Vương Thiều đó thật lợi hại. Vương Thiều. Mia nghĩ một lúc mới nhớ ra Vương Thiều là ai. Lắc đầu xem thường, cô ta chỉ biết vẫy đuôi làm ra vẻ đáng thương, liên tục gọi điện khẩn cầu chúng tôi cho Khổng Khuê một cơ hội. Năng lực yếu kém như thế, Khổng Khuê chưa bị cô ta hại chết đúng là lạ. Không phải Vương Thiều sao? Nhận lấy cốc cà phê từ phục vụ viên, Lăng Thần hỏi nhỏ, cũng đã biết không phải Vương Thiều song vẫn giả vờ. Đây cũng là thủ đoạn Lăng Thần quen dùng, giả ngốc, như thế đối phương tiết lộ nhiều chuyện hơn là cố tỏ ra thông minh hơn người ta. Trần Thuật. Mia trả lời, đó là nam nhân trẻ tên Trần Thuật. Choang. Cốc cà phê trong tay Lăng Thần rơi xuống đất vỡ tan tành, cà phê nóng nguyên đổ lên chân mà cô cũng không có chút cảm giác nào. Chị không sao chứ? Phục vụ viên vừa đưa cà phê cho khách chưa đi được mấy tiếng đã nghe thấy tiếng vỡ, còn tưởng rằng mình đặt cốc không vững nên làm cốc rơi, sợ tới mặt trắng bệch. Rồi rít chạy tới quỳ xuống lấy khăn tay muốn lau cho Lăng Thần, khách ở nơi này đều có thân phận, chỉ sứt cái móng tay thôi. Nhân viên quèn vừa học vừa làm thêm như cô không đền nổi, tôi không sao. Lăng Thần hoàn hồn, mặt vẫn trắng bệch, không sao, không phải lỗi của cô đi đi. Chị ơi, chân chị, tôi nói tôi không sao. Giọng Lăng Thần đột nhiên cao vút lên, mắt cũng trở nên sắc bén, khác hẳn vẻ ôn nhu thục nữ thường ngày, cô không nghe thấy tôi nói gì à? Dạ dạ dạ, tôi đi ngay. Phục vụ viên bò dậy sợ hãi chạy ngay, Mia cũng rất bất ngờ vì phản ứng của Lăng Thần. Cô quen Lăng Thần trong bữa cơm ở nhà họ Vương. Trong ấn tượng của cô gái này thông minh, ưu nhã, tâm tư tinh tế, biết lấy lòng người khác mà không khiến người ta cảm thấy giả dối. Sao bỗng nhiên thất thố thế này? Xin lỗi, tôi hơi bất cẩn. Lăng Thần thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mia, định cười, thể hiện mình không sao,
nhưng cô cố gắng thế nào cũng không thể điều khiển được cơ mặt như đang tê dại thành nụ cười hoàn mỹ mà cô luôn thể hiện. Khóe môi đưa lên, nhưng giống vẻ mặt đáng sợ hơn là cười. Giống như cố gắng mặc một chiếc áo thun không vừa người, kéo lên một chút thì lộ ra rốn, kéo xuống thì cổ áo siết chặt lấy làm người ta không thở nổi. Lúc này Lăng Thần có cảm giác không sao thở nổi. Chân cô bị bỏng rồi. Mia chỉ bắp chân trắng trẻo của Lăng Thần bị cà phê nóng dưới lên đã chuyển thành màu đỏ rực. Trước tiên xử lý đi, nếu không để lại sẹo đấy. Không sao, cà phê nguội ấy mà. Đúng thế, Lăng Thần không cảm thấy chút nóng nào, vì chút đó làm sao mà so được với nỗi đau khác lớn hơn ở trong lòng. Đó là một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, như mỗi lưỡi gươm vào lúc bất ngờ nhất chém toạc lồng ngực cô, đâm vào tận tim. Cơn đau đó làm cô mất đi cảm giác, làm toàn thân cô run rẩy. Nó cũng là một tấm gương, cô soi vào đó, nhìn thấy gương mặt xấu xí đáng khinh bỉ của mình, cho dù đắp lên người bao trang sức quần áo hoa lệ cũng không che giấu được. Lăng Thần sao không biết lựa chọn của mình gây tổn thương lớn thế nào cho Trần Thuật, sao không biết dù cô dùng bao lý lẽ bao biện cho bản thân thì đó vẫn là sự phản bội. Cô đã cố gắng hết sức để quên đi, che đậy nó bằng vẻ ngoài hoàn hảo, thế giới này đều như vậy không phải sao? Rất nhiều người đều làm thế không phải sao? Ngay cả nữ minh tinh trước mặt luôn long lanh rực rỡ, còn không phải đánh đổi được từ trên giường. Cô chỉ lựa chọn thứ tốt hơn thôi mà. Nếu cho cô chọn lại, cô vẫn lựa chọn như thế, thậm chí còn lựa chọn sớm hơn. Mia đánh giá vẻ mặt của Lăng Thần một lúc, từ bỏ khuyên nhủ, có cần tôi gọi giúp cốc cà phê khác không? Cà phê đổ rồi, vậy thì uống trà vậy. Lăng Thần cắn răng nói, ánh mắt nhìn cốc cà phê vỡ tan như chất chứa đầy thù hận với nó, ngực phập phồng thở dốc một hồi, sắc mặt dần điều chỉnh lại, vẫy tay gọi phục vụ, cho tôi một ấm hồng trà. Vâng ạ, chị đợi một chút. Phục vụ viên khom người đáp một tiếng rồi chạy đi thật nhanh, Lăng Thần nở nụ cười như chưa từng có chuyện gì, ngại quá, chúng ta tiếp tục đi. Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Mia tuy không biết vừa xong xảy ra chuyện gì, nhưng cô gái này khôi phục tự nhiên nhanh như thế, không tầm thường, à phải, nói về người tên Trần Thuật. Lúc mới vào trong phòng, tôi còn nghĩ đó là nhân viên công tác không quan trọng, thậm chí phía bên kia còn không giới thiệu thân phận của y. Y chỉ đứng ở bên mỉm cười. Người đó trông như thế nào? Nghe tên cũng quen quen, có lẽ là người tôi biết. Cho dù cái tên này rất hiếm, Lăng Thần vẫn muốn xác nhận lại một cách cẩn thận, tuổi chừng 23 đến 24, cao, không mảnh khảnh cũng không cơ bắp, rất cân đối, ưa nhìn. Khuôn mặt lúc nào cũng cười dễ mến, nói thế nào nhỉ? Phải rồi, khí chất thư sinh, người Trung Quốc hay nói thế. Làm thư ký, khả năng ghi nhớ mặt người của Mia rất tốt, đó là nhờ nhiều năm rèn luyện mà thành. Không sai được rồi, đúng là anh ấy, trái tim Lăng Thần nhói đau lần nữa, song lần này cô đã có chuẩn bị trước, không thể hiện ra, vậy anh ta là người phá hỏng chuyện này. Đúng thế. Khi đó ngài Franco đã ép cho cô Vương Thiều kia không ngẩng đầu lên nữa, tôi đã nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi, nam nhân đó đứng ra. Mia còn chưa hết tức giận, cô biết y tệ hại thô lỗ lưu manh thế nào không? Hành vi lưu manh vô lại, nói năng cay độc thô lỗ. Phải rồi, y còn ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng tôi, uy hiếp ngài Franco sẽ công bố với truyền thông. Các bạn đang nghe chuyện Cô Bạn Cùng Bàn của tác giả Liễu Hạ Huy tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 187, yêu càng nhiều, hận càng sâu, à. Không, không có ghi âm đâu. Lăng Thần ngắt lời, bất ngờ vẫn cảm thấy khó chịu khi người khác nói xấu Trần. Thuật, sao cô biết? Mia ngớ ra, sau đó nhanh chóng sực tỉnh. Từ lúc nghe thấy cái tên Trần Thuật, cô gái này thay đổi hẳn. Chẳng lẽ giữa bọn họ có quan hệ gì sao? Tôi đoán thôi. Vẻ mặt Lăng Thần hết sức bình tĩnh, không để lộ điều gì, nhưng không sao quay lại thần thái như trước. Người bình thường đều không làm vậy, đó chẳng phải phép tắc thương nghiệp thông thường sao? Tôi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng ai dám đảm bảo chứ? Khi y đuổi ngài Franco trước mặt mọi người, chúng tôi cho rằng y điên rồi, một kẻ điên không có chuyện gì là không dám làm. Thế sao? Không phải như thế. Anh ấy vốn không phải người như thế, Lăng Thần biết chứ, đó là người cô yêu bao năm, từng gối kề vai ấp, từng suy nghĩ, từng sở thích nhỏ của Trần Thuật, cô đều nắm rõ, hoặc chí ít đã từng rất rõ. Giờ cùng nữ nhân khác nói về Trần Thuật, mỗi câu nói, mỗi từ,
đều như nhát dao đâm vào ngực. Đau, không chỉ là nỗi đau như chia cắt thân thể còn là tan vỡ linh hồn. Nhưng loại đau đớn này lại khiến cô càng trở nên tỉnh táo, cường đại. Cô sẽ hấp thụ nỗi đau này để trưởng thành, cùng với cả thù hận sâu trong nội tâm. Đúng, cô hận Trần Thuật. Hận y sao không chịu rời khỏi Hoa Thành, tại sao còn cứ luôn luôn xuất hiện giày vò cô. Yêu càng sâu đậm, hận càng lớn. Ngài Franco nhận ra người này rất khó chơi, chúng tôi lại hoàn toàn không có chuẩn bị gì, không biết, không hiểu gì về người này, cho nên muốn tạm thời rút lui. Khi đó y yêu cầu chụp ảnh chung. Cô hiểu mà, một bức ảnh thôi, trong trường hợp đó chúng tôi không thể từ chối, và lại ngài Franco cũng nhiều lần nhận yêu cầu chụp ảnh chung. Chuyện sau đó thì cô đã biết rồi đấy, Khổng Khuê đăng bức ảnh chụp chung đó lên, cảm tạ chúng tôi tới thăm. Bây giờ bức ảnh đó được chuyển đăng vô số lần, mọi người đều chúc phúc cô ta sớm ngày bình phục, còn cảm ơn ngài Franco quan tâm tới Khổng Khuê. Dưới tình huống đó, bất kể hành vi nào phá hỏng bức tranh hài hòa ấy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, chúng tôi sẽ bị vô số người chửi rủa và nhổ nước bọt. Cứ nhắc tới sự cố này là Mia cảm thấy rất bất lực, đều là chuyện rất bình thường, ai có thể ngờ là lại có cả cạm bẫy trong đó. Làm cô bây giờ như chim sợ cành cong, không dám làm gì cả, tạm thời chuyện không còn nằm trong khống chế của chúng tôi nữa, mong Tổng Giám đốc Vương Tín thông cảm. Tôi hiểu. Lăng Thần nhận lấy ấm hồng trà, rót ra chiếc chén sứ trắng tinh, uống ngụm trà cưỡng ép nội tâm rối loạn của mình chấn định lại. Tôi sẽ đem tất cả giải thích thật rõ ràng với Tổng Giám đốc Vương. Như Tổng Giám đốc Vương đã nói trước đó, không để chuyện này ảnh hưởng tới tình hữu nghị của đôi bên. Cảm ơn Tổng Giám đốc Vương lý giải, cũng cảm ơn cô Lăng Thần chịu nghe lời giải thích của chúng tôi. Mia cầm cốc cà phê tỏ ý với Lăng Thần, như tôi nói, đó đúng là một đối thủ đáng sợ. Hoa Mỹ và Đông Chính ở một số nghiệp vụ tồn tại quan hệ cạnh tranh. Có đối thủ như thế cũng nên cẩn thận. Chúng ta lần này bất lợi là do khinh địch, sẽ không có lần sau đâu. Lăng Thần khẳng định, kỳ thực không cần nghiêm trọng như vậy đâu, y chẳng qua là một phó tổng giám, nếu không phải là không cùng nghiệp vụ, chúng tôi cũng muốn ra giá đưa về. Chuyện chính đã xong, Mia gọi ít bánh ngọt, đợi phục vụ viên đi rồi dùng thìa xúc miếng bánh nhỏ ăn. Đột nhiên bật cười chuyển sang tán gẫu, nghĩ thì cũng tức thật đấy, song phải thừa nhận, đó là chàng trai có sức hút lắm. Thế sao? Trong ngành giải trí này, nam nhân ưa nhìn nhiều lắm. Lăng Thần lơ đễnh uống trà, ô không chỉ là ưa nhìn, tôi thích mắt chàng trai đó, nghĩ lại mới nhận ra đó là đôi mắt mang tới cảm giác sạch sẽ. Ngay cả lúc tính kế người khác cũng không có chút nào gian xảo, người ta giận lại không thể quên. Thật kỳ, Mia thở dài, Lăng Thần mím môi, nghe như cô thích anh ấy. Nói chính xác là rất hứng thú. Mia ưỡn bầu ngực cao ngất lên, ít nhất thì muốn tìm hiểu anh ta, xem đó là một nam nhân thế nào. Có thực sự là yên lặng như biển lớn thế không, hay là dưới đó đang nổi từng cơn sóng ngầm trực bùng lên, nuốt chửng người khác. Nếu vậy thì chúc cô may mắn. Lăng Thần cầm cốc trà lên, miệng hiện lên một nụ cười trào phúng, chẳng qua là nam nhân mình đá đi thôi, đâu phải báu vật gì. Mia không nhận ra điều đó, chắc là tôi không có cơ hội đâu, Khổng Khuê cực kỳ tín nhiệm anh ta, quan hệ của họ có vẻ thân mật lắm. Môi Lăng Thần chạm vào nước trà, bị câu nói này làm uống trà quá nhiều, bỏng lần nữa rồi, lần này cô cảm thấy rõ ràng. Quay trở lại sáng hôm đó, khi Trần Thuật tới công ty thì trước cổng đã có ít fan tụ tập, đa phần là nữ. Bọn họ mang theo nhiều vật cát tường, thiếp còn nhiều quà nhờ bảo an gửi cho Khổng Nhược Khuê, mong cô sớm khỏe lại. Không nói cũng biết, đây là những khổng tước, lực lượng mạnh mẽ hậu thuẫn sau lưng Khổng Nhược Khuê, tính ra fan của cô hiền hơn nhiều fan nghệ sĩ rồi. Vì cô chủ yếu đóng phim, không tham gia nhiều hoạt động, nên fan đều là người yên phim ảnh, khá thuần. Tình hình của Khổng Nhược Khuê đã được trợ lý của cô chuyển tới fan thông qua người đứng đầu các fan site rồi. Những người này được cộng đồng fan gọi là các master fan site này là người có ảnh hưởng lớn trong fandom. Bọn luôn có cách giao tiếp với nghệ sĩ qua các kênh đặc biệt mà công chúng không biết, những fan này đều biết cô nằm ở bệnh viện nào. Song bọn họ chính là những fan cứng nhất, tuyệt đối không tới quấy rồi như đám phóng viên kia. Phía công ty cũng thông qua giao thiệp với các master này để ổn định tình hình fandom. Nói chung giới giải trí bây giờ chuyên nghiệp lắm rồi, đứng sau sự thành công của một người là cả đội ngũ hùng hậu. Chỉ có cô gái rất ngây thơ mới mang suy nghĩ cởi một lần là thành danh, chỉ tổ nộp mình vào vòng tay kẻ xấu thôi. Có lẽ từng có một thời như vậy,
nhưng thời đó qua rồi. Chương 188, chứng cứ đâu? 1. Bên ngoài ầm ĩ, ở trong Đông Chính thì không có gì thay đổi. Khổng Nhược Khuê bị thương là chuyện lớn, nhưng lại chẳng phải scandal gì bàn tán. Trong mắt tuyệt đại đa số đây chỉ là sự cố không may bình thường. Trần Thuật tới văn phòng chưa lâu, đang nghe một cấp dưới báo cáo thì Vương Thiều đích thân chạy tới văn phòng tìm y. Tổng giám Trần, ba người anh cần đã tới rồi, tôi an bài bọn họ ở phòng hội nghị chờ đợi. Bọn họ phối hợp như vậy à? Trần Thuật bất ngờ, đều là nhân viên công tác trong đội ngũ quay chụp, gọi một cú điện thoại là họ phải tới thôi. Trừ khi công ty bọn họ sau này không muốn hợp tác với Đông Chính nữa, hoặc bọn họ không muốn làm việc nữa. Là do thể diện chị Thiều lớn. Trần Thuật đưa Vương Thiều lên tận mây, nếu là tôi gọi điện thoại tới, sợ là họ không thèm để ý ấy chứ. Câu này lấy lòng quá lộ liễu, nhưng không quá đà, làm người nghe rất dễ chịu, Vương Thiều chợt nhận ra. Nếu bỏ đi thành kiến nhìn Trần Thuật ở góc độ khác, cái xấu xa của chàng trai này có gì đó đáng yêu. Có phải như câu, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu không? Xì mình nghĩ linh tinh cái gì vậy? Người phía Sơ tới rồi, tôi đi thương thảo chi tiết hợp đồng với họ, nơi này trông vào tổng giám Trần. Vương Thiêu chuyên môn tới đánh tiếng thôi, xong việc đi ngay. Chị Thiều đi thong thả. Trần Thuật tiễn Vương Thiều ra cửa rồi tới phòng hội nghị, bên trong có ba cô gái, chính là ba người y thấy ở trong đoạn phim, đóng cửa phòng hội nghị lại. Ánh mắt Trần Thuật liếc qua Tiểu Bạch, Tiểu Hắc và Tiểu Cách, y thường ngầm đặt biệt danh dựa trên đặc trưng một người cho dễ ghi nhớ như vậy. Mỉm cười giới thiệu, chào các cô, tôi là Trần Thuật, phó tổng giám phòng kế hoạch, các cô rất tò mò vì sao tôi mời các cô tới đây phải không? Vâng. Tiểu Cách chính là cô gái mặc váy caro xem tài liệu hôm đó, hôm nay cô mặc bộ váy đen sơ mi trắng, cách phối hợp tiêu chuẩn của nữ giới công sở, không biết tổng giám Trần tìm chúng tôi có việc gì. Tôi hoài nghi ba cô có liên quan tới chuyện cô Khổng Khuê ngã ở hồ bơi. Trần Thuật trầm giọng nói, khi tôi xem băng ghi hình giám sát, ba cô ở gần cô ấy nhất. Chẳng lẽ gần nhất là hung thủ? Chúng tôi vì sao muốn hại Khổng Khuê? Tiểu Bạch tức thì đứng bật dậy, giọng điệu bất thiện, khi nhìn thấy Khổng Khuê ngã, chúng tôi cũng kinh sợ, nhưng chỉ là một sai sót, cũng không ai muốn chuyện như thế xảy ra. Vì chuyện này đội ngũ của chúng tôi bị bên trên mắng mỏ, thậm chí fan của Khổng Khuê còn nhảy vào Weibo của công ty chúng tôi buông lời nhục mạ. Ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của chúng tôi, đây là chuyện chúng tôi đáng phải nhận à. Tiểu Hắc ở bên cạnh kéo Tiểu Bạch, ý bảo bạn mình đừng quá kích động, né tránh ánh mắt Trần Thuật, giọng rụt rè. Chuyện này rõ ràng không liên quan gì tới chúng tôi, anh vu khống chúng tôi như vậy, có chứng cứ gì không? Đúng thế, nếu có chứng cứ thì đưa ra đi, ai làm người ấy chịu. Nếu không có chứng, cứ, chúng tôi cũng không phải có thể tùy ý vu khống vậy đâu. Tiểu Bạch như ăn thuốc nổ vậy, phản ứng hết sức mãnh liệt từ khi nhận được cuộc điện thoại này. Bụng Tiểu Bạch đã chất đầy lửa giận, quay chụp bị hỏng giữa chừng, những nhân viên công tác bọn họ cũng chả sung sướng gì. Từ tìm kiếm địa điểm tới bố trí khung cảnh, rồi chuẩn bị hiện trường quay chụp. Bao ngày vất vả uổng phí chẳng được thưởng thêm đồng nào chưa nói, còn bị ông chủ công ty chửi mắng, bị người không liên quan sỉ nhục. Tất cả tại cô minh tinh kia bất cẩn, minh tinh thì quý hơn người ta chắc. Bây giờ lại còn có người nhảy ra vu khống Khổng Nhược Khuê ngã là do họ, ai mà chịu nổi cơ chứ? Lương chẳng là bao mà trên đe dưới búa. Đúng thế, Tổng Giám Trần, anh đưa chứng cứ ra xem nào. Tiểu Cách hùa theo, chúng tôi vô tư, chẳng có gì phải sợ. Còn người e có ý đồ là Tổng Giám Trần mới đúng. Nếu mời ba cô tới đây, tất nhiên là có chứng cứ rồi. Trần Thuật mỉm cười mở kẹp tài liệu ra, ném tới trước mặt Tiểu Bạch, khi đó cô chuẩn bị tới đỡ Khổng Khuê, vì sao khi Khổng Khuê lên khỏi mặt nước lại không tới ngay? Tôi thấy Khổng Khuê từ dưới nước đi lên là tới ngay rồi, không ngờ vẫn chậm một bước. Tiểu Bạch biện giải, khi đó cô có vẻ rất hoảng sợ. Trần Thuật chỉ bức ảnh đã được phóng lớn, tuy chất lượng không tốt nhưng có thể thấy rõ vẻ hoảng sợ trong mắt Tiểu Bạch. Xảy ra chuyện như thế, chẳng lẽ tôi không nên sợ à? Nếu tôi không sợ mới là có vấn đề. Không đợi Trần Thuật nói hết, Tiểu Bạch đã lớn tiếng cướp lời, cô ghét Khổng Khuê phải không? Không có chuyện đó. Đừng chối, cô rất ghét Khổng Khuê, chúng tôi điều tra rồi, chuyện này không khó đâu, cô là anti-fan lớn của Khổng Khuê. Với những người như thế, trong fandom còn lập cả danh sách báo cáo cho công ty đấy, thậm chí chụp lại cả màn hình bài viết của cô.
cô từng bôi nhọ cô ấy trên Weibo, cho nên cố ý không tới đỡ để cô ấy ngã chứ gì. Đó là sức mạnh của fan hâm mộ, chuyện họ có thể làm vì thần tượng, người không ở trong giới sẽ giật mình. Không phải. Tiểu Bạch mặt đỏ phừng phừng hét lên, Trần Thuật bình tĩnh ném ra bức ảnh nữa, cô xem thời gian hiển thị trên hình đi, Khổng Khuê ngã xuống vào lúc 2 giờ 15 phút 54 giây giây. Còn cô kinh ngạc là vào giây thứ 43, sớm những 11 giây, chẳng lẽ cô biết trước Khổng Khuê ngã xuống nước à? Không thể nào. Tiểu Bạch như mèo bị giẫm phải đuôi, đẩy mạnh ghế ra, đứng lên quát tháo, tôi mà lại làm loại chuyện đó à, anh đừng vu oan giá họa. Trong khi Trần Thuật và Tiểu Bạch lời qua tiếng lại, Tiểu Hắc và Tiểu Cách nín thở không nói gì, người cứng đờ. Trần Thuật hỏi càng gấp, lời lẽ Tiểu Bạch càng gay gắt, tựa như nồi nước sôi sình sịch, có thể uỳnh một cái phát nổ bất kỳ lúc nào. Dầm. Trần Thuật đặt chai nước lau sàn lên bàn, bất thình lình lại chỉ Tiểu Cách, tôi cho người tới hiện trường quay chụp, tìm ra thứ này trong góc gần đó. Khổng Khuê bị ngã là do các cô cố ý vẩy chất rửa sàn ra hồ bơi, nhưng không lau sạch. Vô lý. Tiểu Cách bị ngờ buột miệng, tôi đã vứt đi rồi. Các bạn đang nghe chuyện Cô Bạn Cùng Bàn của tác giả Liễu Hạ Huy tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 189, chứng cứ đâu? 2. Im phăng phắc, phòng hội nghị đang ồn ào như chợ vỡ, tích tắc im ắng, tựa hồ mọi âm thanh trên đời bỗng dưng biến mất vậy. Trần Thuật mặt âm trầm tới mức đáng sợ, quả nhiên là cô. Tiểu Bạch vẫn còn giữ nguyên tư thế muốn lao vào cấu xé với Trần Thuật, đứng ngỡ ngàng không tin nổi chuyện vừa xảy ra, sao quay ngoắt một cái lại thành thế này. Đông Chính không hổ danh là công ty giải trí dẫm một cái làm rung chuyển giới giải trí, khi bộ máy của nó vận hành, hiệu quả rất kinh người. Dưới chỉ thị của Trần Thuật, tài liệu y muốn nhanh chóng thu thập chi tiết, tất nhiên người được giao việc không biết ý nghĩa công việc được giao. Trước tiên là Tiểu Bạch, cô gái này nóng tính, ở công ty có quan hệ không tốt với đồng nghiệp, thường xuyên cãi nhau, cho nên Trần Thuật chọn làm người nổ pháo công kích. Tiểu Hắc thì nhút nhát quá mắc, ở công ty là thành phần bị sai bảo bắt nạt, nói không chừng hỏi chưa ra được cái gì nước mắt đã chảy ra rồi. Tiểu Cách và Tiểu Hắc tuy không bị hỏi cũng bị bầu không khí căng thẳng trong phòng gây sức ép, như thế vừa áp lực lại vừa lơi lỏng. Trần Thuật sau khi cố tình nói loanh quanh một hồi thình lình lấy chai nước rửa sàn ra quay sang Tiểu Cách, cô ta trong lúc không đề phòng, có tật giật mình buột miệng nói ra chân tướng. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc mặt còn chấn kinh hơn cả trong đoạn phim, không ngờ có người hãm hại Khổng Nhược Khuê thật, lại còn là người trong đội ngũ của bọn họ. Tiểu Cách mặt trắng bệch, ra sức lắc đầu, không phải tôi, không phải tôi. Tôi không làm gì hết, các người đừng vu oan cho tôi. Các cô đừng tin, không phải tôi đâu, sao tôi có thể làm chuyện ngu ngốc như thế chứ? Cô có chối cũng vô ích thôi, vì ngay từ đầu tôi nghi ngờ cô rồi. Trần Thuật cười lạnh, cái chai nước rửa sàn này chẳng qua là muốn xác nhận thôi. Tiêu Cách chu chéo kêu oan còn tích cực hơn cả Tiểu Bạch vừa rồi, xé toang hết tài liệu, gạt đổ mấy thứ đồ trang trí trên bàn. Bằng vào cái gì đổ oan cho tôi không làm gì hết, tôi và Khổng Khuê không thù không oán, vì sao lại hại cô ấy chứ? Tôi đã xem qua danh sách nhân viên và phân công công tác, cô phụ trách điều động nhân thủ hiện trường, an bài công việc cho nhân viên công tác. Cô cố ý điều hai trợ lý của Khổng Khuê đi nơi khác, điều cả nhân viên cọ rửa hồ bơi đi. Trần Thuật nhìn Tiểu Cách đầy căm ghét, nếu không phải là nữ nhân thì y đã cho vài cái tát cho hả giận rồi. Ném ra liền vài bức ảnh nữa, Trương Mẫn lúc đó sợ tới hai tay cầm khăn tắm cứng đờ giữa không trung. Chỉ có cô lúc Khổng Khuê hét lên ngã xuống, cô vẫn cúi đầu ghi chép. Chép, cô phụ trách hiện trường, không quan sát để kịp thời an bài công việc, vậy mà cô không thèm nhìn lấy một cái sao. Xảy ra sự cố như thế, ai chẳng giật mình, cô thì không, vì cô biết cả rồi. Ai chẳng biết sàn đá bể bơi vốn trơn, người ở dưới nước đi lên bị ướt đã dễ trượt chân rồi, huống hồ còn đổ thêm nước lau sàn nữa, không ngã mới là lạ. Cô, Tiểu Bạch chỉ mặt Tiểu Cách, vừa khó tin lại phẫn nộ, cô điên rồi à, may mà Khổng Khuê chỉ ngã chạm chân vào thành bể bơi, nếu chẳng may là đầu thì sao hả? Không phải thành giết người à? Cô không biết mình làm gì không? Đến cả Tiểu Hắc hiền lành cũng nắm chặt hai tay. Đừng tin y. Tiểu Cách bị chính đồng nghiệp chỉ trích thì hoảng loạn, rối rít xua tay, y là tên lừa đảo. Cái chai này không phải của tôi.
Đúng, chai này không phải của cô. Trần Thuật thừa nhận, tôi cũng không bảo ai tới hiện trường, vì tôi chắc rằng hung thủ đã phi tang rồi, nhưng khi tôi giảm tốc độ xem lúc Khổng Khuê ngã, chân cô ấy có bong bóng xà phòng, rơi xuống nước cũng có bọt xà phòng nổi lên, không phải bọt nước mà là bọt xà phòng. Khổng Khuê ở dưới nước lên, không thể nào có dính xà phòng trên người được. Chỉ có thể là chất tẩy rửa sàn mà ra. Tất nhiên tuy rất thấp, cũng có khả năng là sai sót của công nhân vệ sinh, vì thế tôi lấy ra để thử cô còn gì để nói nữa, tôi không biết gì hết. Tiểu Cách nhất quyết không thừa nhận, đối diện với ánh mắt nghi ngờ xung quanh, tựa như muốn bỏ chạy lại không dám, tôi không biết gì hết. Ai đoán, tất cả chỉ là suy đoán, anh không có bằng chứng gì chứng tỏ tôi làm. Trần Thuật không buồn nghe cô ta giải thích nữa, quay sang hai cô gái còn lại, hết sức áy náy nói, cô Trương, cô Hoàng. Thực sự hết sức xin lỗi vì vừa rồi không phải, tôi biết các cô không liên quan, nhưng vì vạch mặt hung thủ nên phải làm thế. Tôi sẽ giải thích với quý công ty, trả lời thanh bạch cho các cô. Cô Khổng Khuê cũng sẽ có bồi thường thỏa đáng, mong hai cô đừng để trong lòng. Tiểu Bạch thở phào, bị tra hỏi dồn ép nửa ngày trời, té ra chỉ là diễn kịch, vẫn nhìn Tiểu Cách với vẻ không tin nổi. Cô gái này xem ra yêu ghét rõ ràng, tôi biết, nếu anh cần gì tôi sẽ tích cực phối hợp, không ngờ lại có loại người như vậy. Tiểu Hắc gật đầu như gà con mổ thóc, tôi rất thích chị Khổng Khuê, chị ấy là thần tượng của tôi không thể nào hại chị ấy. Tôi thay mặt Khổng Khuê cảm ơn cô thích cô ấy. Trần Thuật khách khí đưa tay làm động tác mời, chuyện nơi này tạm thời không liên quan tới các cô nữa, tôi an bài xe đưa các cô về công ty. Không cần đâu, chúng tôi bắt xe bus là được, công ty chúng tôi ở trên tuyến đường xe bus, rất tiện. Tiểu Bạch kéo tay Tiểu Hắc đứng lên, vội vàng rời khỏi chỗ thị phi này, trước khi đóng cửa phòng hội nghị còn nhìn Tiểu Cách mặt. Mày khó coi run lẩy bẩy trên ghế. Chuyện lớn rồi, công ty e cũng bị liên lụy, đám fan của Khổng Khuê mà biết chuyện này, có khi kéo tới phá sập công ty, phải mau mau liên hệ với công ty tìm cách xử lý. Chương 190, cô không đi thì tôi đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Tiểu Cách rõ ràng là tinh thần hốt hoảng, đến khi Tiểu Bạch đóng cửa hơi mạnh. Sầm một tiếng thì cô ta mới vội vàng đứng lên, định bỏ đi, thế nhưng Trần Thuật chắn đường, cô Trịnh, cô chưa đi được, tôi thấy chúng ta cần phải nói chuyện. Cô gái này cũng khá đáo để, ở trong đất địch mà rất hung hăng, tôi và anh không có chuyện gì để nói với nhau hết. Anh để tôi đi, anh không có quyền gì giữ tôi ở đây hết. Cô Trịnh, tôi mời riêng các cô tới đây nói chuyện, không hề có nhân viên khác là thái độ rất thiện chí đấy. Cô cứ nghĩ đi, nếu tôi đem tất cả suy đoán của mình công khai ra ngoài, cô nghĩ fan của Khổng Khuê sẽ làm gì cô? Cô Trịnh, đảm bảo trong một đêm cô sẽ thành đại minh tinh nhà nhà người người đều biết đấy, tôi e là mỗi khi cô ra đường, sẽ có vô số người tới xin chụp ảnh chung. Lời Trần Thuật rất nhẹ nhàng song còn đáng sợ hơn bất kỳ sự uy hiếp nào. Anh, rốt cuộc anh muốn gì? Tiểu Cách đã làm trong nghề, sao không biết hậu quả? Về pháp luật có lẽ đám người đông chính sẽ không làm gì được cô, nhưng fan của Khổng Khuê sẽ không cần chứng cứ gì hết. Chỉ cần lộ ra có kẻ muốn hãm hại tiểu tỷ tỷ của họ, đừng nói cô sống không yên, tất cả những người xung quanh như cha mẹ, thân thích, bạn bè đều không sống yên. Khi đó có lẽ chính người thân sẽ tấn công cô dữ dội nhất. Vừa thoáng nghĩ qua hậu quả thôi, Tiểu Cách không hung hăng được nữa, giọng mang theo tiếng nghẹn ngào, tôi không làm gì hết, sao anh cứ nhắm vào tôi bị oan. Giờ cô cứ một mực kêu oan vô nghĩa lắm. Trần Thuật chỉ cái ghế trước mắt, cô Trịnh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được chưa? Tiểu Cách ngồi xuống, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi, anh không có chứng cứ gì hết. Anh cứ báo cảnh sát đi. Họ cũng không bắt tôi đâu. Nếu đã biết là cô rồi thì muốn lấy chứng cứ dễ lắm. Trợ lý, công nhân vệ sinh bị cô sai phái đi chỗ khác, còn chai thuốc rửa sàn thế nào cũng có vân tay của cô. Trong tay tôi có toàn bộ phim ghi hình. Trần Thuật cũng ngồi ở ghế gần đó. Như tôi vừa nói, nếu muốn báo thù cô, tôi đâu cần chứng cứ gì. Đưa tài liệu lên mạng, đưa đoạn ghi hình phòng hội nghị lên mạng. Cư dân mạng giờ giỏi lắm, họ biết đấy. Cô nghe chuyện một ngôi sao pop bị fan soi ra hình ảnh bạn trai phản chiếu trên thìa chưa? Anh là thứ ma quỷ. Rốt cuộc anh muốn gì? Tiểu Cách mắt ướt nhòe, ma quỷ à? Trần Thuật mặt đanh lại, cái loại vì lợi ích bất chấp thủ đoạn hãm hại người khác như các ngươi mới là ma quỷ,
Khổng Khuê rất may mắn nên mới bị thương ở chân đấy. Nói đi, ai đứng sau cô? Tôi không biết, tôi không biết anh đang nói gì. Cô Trịnh, cô không thật thà chút nào. Trần Thuật uể oải, tôi mệt rồi, không muốn mất thời gian. Cô nói ra người đứng sau sai phái cô hãm hại Khổng Khuê, tôi đi tìm họ kiếm chuyện, còn cô ăn cái bánh, uống cốc cà phê. Tôi biết ở đây có quán cà phê không tệ, tôi có thể gọi điện đặt chỗ, chi phí tôi trả. Không, không ai sai phái tôi. Tiểu Cách một mực phủ nhận, tôi cũng không biết anh đang nói gì. Đừng chối, cũng như tôi biết cô hại Khổng Khuê bị ngã, tôi cũng biết người sai phái sau lưng cô là ai. Trần Thuật giơ một ngón tay thôi, tôi chỉ cho cô một cơ hội thôi, thẳng thắn khoan hồng, ngoan cố xử nghiêm. Chủ động nói ra và bị động nói ra là khác nhau đấy. Anh không phải là cảnh sát, anh không có tư cách thẩm vấn tôi. Tiểu Cách đã có vẻ trải qua cú sốc ban đầu, dần trấn tĩnh hơn, cô ta không sợ, chẳng lẽ Trần Thuật dám ra tay đánh người chắc. Chỉ cần dứt khoát phủ nhận là được, còn đám fan đáng sợ kia thì tính sau, trước tiên, cứ rời khỏi nơi này đã. Thế này không phải thẩm vấn, cô biết gì chứ, nếu ở trong tay cảnh sát, một cô gái như cô không chịu nổi quá 10 phút đâu. Trần Thuật vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Tiểu Cách tìm điểm đột phá, các sở dĩ làm ra loại chuyện khốn nạn này, chẳng qua là muốn đoạt mất vị trí người đại diện sơ của Khổng Khuê thôi. Người tư cách thay thế cô ấy không nhiều, tôi nhắm mắt cũng có thể nói ra. Anh không có chứng cứ gì hết, anh không có tư cách thẩm vấn tôi. Tiểu Cách nắm chặt tay, thực sự không nói à? Tôi không làm gì hết, chẳng có gì để nói. Cơ hội lần cuối cùng đấy, không nói, hậu quả cô tự chịu. Tôi không làm gì hết, anh vu oan cho tôi. Rồi, cô đi đi. Trần Thuật hướng tay về phía cửa, cái gì? Tiểu Cách chưng hửng, chuyện thay đổi bất ngờ làm cô không sao tin nổi, tôi bảo cô đi được rồi. Trần Thuật đứng dậy chỉnh lại cỏ áo, vuốt phẳng áo sơ mi trắng, chuẩn bị đi, này, này, anh định làm gì? Tiểu Cách cuống lên gọi lại, người này làm sao hành động chẳng theo lẽ thường gì hết, cô có cảm giác rất không lành, đối phương nhất quyết không thể bỏ qua cho mình dễ dàng như thế. Vừa rồi bị Trần Thuật gài bẫy, Tiểu Cách không dám tùy tiện nghe lời y, đứng lên bước đi thì dễ, nhưng chuyện xảy ra sau đó mới đáng sợ. Y hành động bất thường, nhất định là có nguyên cớ. Tôi chỉ muốn thăm dò một chút, xem có thể dụ dỗ cô nói ra chân tướng không, không ngờ là cô lại kiên cường cứng cỏi như vậy, không hề mắc bẫy. Trần Thuật thở dài, rất khách khí nói, cô quả nhiên là đối thủ lợi hại, cô có được sự tôn trọng của tôi rồi, cô có thể đi. Tôi, anh. Tiểu Cách không tin, vì thế lòng càng hoảng, tôi đâu có kiên cường cứng cỏi gì chứ, tôi cũng đâu phải đối thủ lợi hại, nam nhân này có phải tính đuổi cùng giết tận không? Mình phải làm sao đây? Cô đi đi chứ. Để, tôi tiễn cô vậy. Trần Thuật đi vài bước rồi mà Tiểu Cách vẫn ngồi im một chỗ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi không định làm gì cả, tôi không phải cảnh sát, càng không phải là xã hội đen, tôi có thể làm được gì cô? Trần Thần dừng một chút đột nhiên tỏ ra vui mừng hỏi, hay cô định khai rồi? Tiểu Cách giật nảy mình, lắc đầu quầy quậy, lại là mấy lời đó, không, không, tôi không làm gì hết, tôi khai cái gì chứ? Trần Thuật phật ý ra mặt, không chịu khai, không chịu đi, chẳng lẽ muốn chúng tôi nuôi ăn luôn à? Tôi không nói chuyện với cô nữa, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trần Thuật không nói thêm, đi thẳng ra cửa, rầm, cánh cửa phòng hội nghị lần nữa đóng mạnh. Mặt Tiểu Cách cắt không ra máu, bàng hoàng nhìn cánh cửa đóng lại, trán lấm tấm mồ hôi, tựa như nơi này biến thành nhà giam cả đời của mình. Các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Cô Bạn Cùng Bàn của tác giả Liễu Hạ Huy tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.